Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với những video của bên siêu thị Sớm Một Phần mình. Thì hôm nay tiếp tục bên mình giới thiệu cho bạn một sản phẩm nữa siêu ngon và thật sự là siêu hấp dẫn trong thời điểm mùa giãn cách này. Đó chính là chiếc Galaxy Note 10. Các bạn có tin được không? Galaxy Note 10 thời điểm hiện tại này một cái giá chỉ khoảng hơn 7 triệu đồng thôi. Mình cũng nghĩ được là Galaxy Note 10 một ngày nào đó nó sẽ có một giá khoảng 6 đến 7 triệu đồng. Đó là niềm mơ của mình. Nhưng mình không nghĩ nó lại đến sớm đến như vậy. Các bạn thử tính xem với chiếc Galaxy Note 9 thời điểm hiện tại nó có mức giá khoảng tầm hơn 6 triệu đồng, thậm chí là những phiên bản RAM 8GB nó có mức giá khoảng tầm gần 7 triệu đồng. Trong khi đó chiếc Galaxy Note 10 mình cầm trên tay này nó khoảng mức giá hơn 7 triệu đồng. Vị trí là Note 9 và Note 10 chênh nhau khoảng chưa đến 1 triệu đồng. Thực sự là điều đó là chưa bao giờ có xảy ra nha các bạn nhá. Trước đây Galaxy Note 9 và Note 10 luôn luôn chênh nhau mức giá khoảng tầm từ 3 triệu đồng đến thậm chí đến 4 triệu đồng. Đó là mức giá mình nghĩ là nó hợp lý nhất. Nhưng ở thời điểm này đã khác. Và đặc biệt trong mùa giãn cách này, bên mình tiếp tục sale giá Galaxy Note 10 này. Đây là phiên bản bên mình mới về. Đây là phiên bản Mỹ nhá. Đó, đặc biệt ngon hơn nữa là hàng đã về đã ngon, đã đẹp mà lại còn phiên bản chip Snapdragon. Đó, với phiên bản chip Snapdragon thì dành cho những bạn nào mà thích chơi game, thích đồ họa thì các bạn chắc chắn sẽ thích chip Snap hơn so với chip Exynos. Đó thì với những phiên bản bên mình về rất nhiều đây, mình có thể xem cho các bạn xem qua hình thức và chất lượng máy bên mình. Đó với phiên bản Mỹ đợt này mình về đây, đa số có màu cầu vồng này và màu trắng nữa nha các bạn nhá. Đó thì mình thích cái combo cầu vồng này, cái màu này có thể biến đổi giữa ánh nắng mặt trời nó thành cái bảy màu các bạn nhá. Đó thì với phiên bản này mình nhìn xem anh này, cạnh viền máy thậm chí nó còn có cả nguyên siêu này, nó còn cả siêu này, mình bóc đoạn xem nhá. Đây là có siêu này, đó, cái lớp ni lông rất là mỏng đây này. Đó, đây là cái siêu của nhà sản xuất này. Đó, đó máy thật sự là rất là đẹp. Đó, những sản phẩm này đó, ở dưới này cũng có siêu các bạn nhá. Đó. Thì với chiếc Galaxy Note 10 này nó sử dụng chip Snapdragon 855, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB. Đó mà đặc biệt mức giá quá hấp dẫn trong thời điểm mùa giãn cách này. Đấy. Nếu bạn nào yêu thích và những quan tâm sản phẩm này có thể inbox bên dưới video, có thể inbox hoặc là comment bên dưới video này thì bên mình sẽ chat và tư vấn miễn phí cho các bạn nhé. Đợt trong giãn cách này bên mình chỉ bán hàng online thôi. Bán hàng online thì các bạn bên mình sẽ ship tận nhà cho các bạn kiểm tra ok trước khi thanh toán. Hoàn toàn yên tâm.